rất mạnh của vận động viên Trần Hùng. Điểm cho Trần Hùng 11-8. Ban tổ chức thông báo cho ban chủ nhiệm hỏi thôn loa câu lạc bộ Hóa thông báo cho các vận động viên lên thi đấu. Hiện nay là đã muộn lắm rồi. Nếu mà quá giờ mà ban tổ chức là khả năng là sẽ bảo lên tới và thi đấu đấy.